Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, cách đây 79 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập theo chỉ thị của Bác Hồ. Từ đó, ngày 22 tháng 12 năm 1944 được chọn là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, quân đội ta đã phải hy sinh xương máu, vượt qua gian khổ để giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Trong tình hình mới, để giữ vững nền độc lập tự do ấy, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng quân đội hiện đại, nền công nghiệp quốc phòng cũng đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng một phần nhu cầu vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một bức ảnh lịch sử được ghi lại tại cánh rừng Trần Hưng Đạo thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng. 34 đội viên đầu tiên của lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vừa được thành lập, được trang bị vỏn vẹn 34 khẩu súng trường, trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Chính từ đội quân với vũ khí thô sơ ấy đã phát triển thành lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam lớn mạnh như ngày hôm nay. Đây là gian hàng của Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Với cái năng lực của công nghiệp quốc phòng hiện nay, chúng ta đã làm chủ được các công nghệ chế tạo các loại từ đạn pháo chiến dịch đến tất cả các loại đạn con, đạn xuyên. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có thể là chúng ta tự chủ được từ những nguyên vật liệu đầu vào để chế tạo ra các bán thành phẩm và thành phẩm các loại đạn. Công nghiệp quốc phòng đã làm chủ được công nghệ chế tạo các loại vũ khí mà đã trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân. Đấy, điển hình nhé. Nhất ở đây là có cái khẩu súng tiểu liên STV 380. Súng này có một ưu điểm đó là tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao. Đây là khẩu súng mà do nhà máy Z11 chế tạo trên cái dây chuyền hiện đại nhất hiện nay. Ngoài ra, chúng tôi trong thời gian qua đã chế tạo được cái đạn nhiệt áp, sử dụng cái thuốc nổ nhiệt áp. Đây là một loại thuốc nổ có sức công phá rất lớn. Đây là cái loại thuốc nổ mà là giới hạn trong công ước quốc tế cho phép. Đây là loại tàu tên lửa tấn công nhanh, một trong những cái tàu mà được trong Đông Nam Á được đánh giá rất là cao. Tàu được trang bị 16 tên lửa đối hải để thực thi nhiệm vụ. Còn đây là thiết bị đài radar VRS-2DM. Sản phẩm này được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đài radar VRS-2DM có khả năng phát hiện các mục tiêu xa hàng trăm km. Đặc biệt, toàn bộ tổ hợp được thiết kế để triển khai và thu hồi bán tự động bằng điều khiển điện hoặc thủy lực, giúp giảm thời gian thu hồi đài xuống còn bằng 1/4 so với các thế hệ đài cũ. Thưa quý vị, hiện tại đài radar cảnh giới VRS-2DM đã bắt đầu được trang bị trong một số đơn vị trong quân chủng phòng không không quân và được đánh giá vượt trội hơn một số thế hệ đài radar cảnh giới tầm thấp từng được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng. Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã từng khẳng định Bộ Quốc phòng đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng. Hiện nay các chế độ chính sách tuyển dụng đào tạo mà như đại biểu các đồng chí nêu thì đối với quân nhân chuyên nghiệp rồi sĩ quan chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực này thì đúng là nó cũng còn có những cái khó khăn nhất định, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng, cho nên là phải có như là chính sách lương thưởng, nhà ở, rồi là thẩm quyền để giao những nhiệm vụ khoa học, rồi khen thưởng, ghi nhận, phong tặng các cái chức danh khoa học, rồi các cái chính sách hậu phương quân đội. Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Việc thành lập lực lượng mới này cho thấy sự quyết tâm và chủ động về chủ trương nhằm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương thức bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, quân đội trước bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra một kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội nhưng đi kèm là những thách thức, nhất là trước sự xuất hiện một số hình thái chiến tranh mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, trực tiếp đe dọa chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và cứu hộ cứu nạn nhân đạo là một trong những trụ cột của đối ngoại quốc phòng, là điểm sáng trong quan hệ đa phương của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong những năm gần đây. Thực hiện nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, đoàn cứu hộ cứu nạn gồm 76 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập và tham gia nghĩa vụ quốc tế khi thảm họa động đất diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cho đến nay, tình cảm của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam vẫn là những ký ức khó quên. Những hình ảnh này có lẽ sẽ rất khó quên với Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa khi anh cùng những người đồng đội của mình được giao nhiệm vụ dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay cả khi về đến quê hương, nhìn lại những hình ảnh bi thương do thảm họa thiên tai ấy vẫn còn ám ảnh người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Toàn bộ là sập hết tất cả các ngôi nhà mà người dân ai còn sống thì họ cứ đứng ra đường khóc. Cầu xin các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng của các nước sở tại đến, của các nước khác đến để hỗ trợ. Họ cầu cứu là giúp tôi, chúng tôi nhìn thấy cảnh đó rất là đau thương. Chứng kiến cái cảnh mất mát của người dân thì chúng tôi cũng rất là cố gắng, quyết tâm làm sao nhanh nhất và hiệu quả nhất để làm việc. Người dân người ta rất là tôn trọng mình. Khi đi đến đâu thì người dân đều đặt tay lên ngực và cảm ơn chúng tôi cả, rất là xúc động. Sau 9 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều phối Ứng phó Khẩn cấp Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn công tác của các nước tìm kiếm phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát. Trong đó, 2 vị trí dấu hiệu có sự sống, bàn giao cho lực lượng cứu nạn của phía bạn 28 thi thể nạn nhân, phối hợp với đội cứu hộ của các nước Bahrain, Mexico tìm kiếm xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng, bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương, trao tặng gần 25 tấn trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho nhân dân ở khu vực xảy ra động đất. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tị, việc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc tế mà còn giúp chúng ta có thêm những bài học trong ứng phó với thảm họa thiên nhiên trong nước. Và thông qua cái việc này chính là cái mà như tôi trao đổi với các bạn, đó là thực tiễn để bổ sung vào lý luận để điều chỉnh lại các cái giáo trình giáo án để huấn luyện cho nó sát thực tế hơn, để nâng cao cái khả năng diễn tập và cơ động ứng phó kịp thời để chúng ta không để bị động. Không phải chỉ có động đất, còn nhiều những tình huống phát triển trong tương lai, ví dụ như sự cố về hóa chất độc xạ, phóng xạ thì chúng ta phải có kế hoạch để phòng ngừa và ứng phó đó. Với những kết quả mà đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được trong những ngày làm việc tại thực địa, chính quyền và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ luôn dành tình cảm, sự biết ơn và trân trọng với những người lính đến từ Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới đất nước Việt Nam. Người dân Việt Nam cảm ơn sâu sắc vì các bạn đã ở bên chúng tôi. Với bất kỳ yêu cầu nào từ các bạn, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn bất cứ điều gì. Cảm ơn quân đội Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi. Những gì xảy ra ở đây đang được cả thế giới theo dõi, quan sát và những gì các bạn đang làm đã hết sức thành công. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình người Việt Nam khi gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa được quy tập về đất mẹ, về các nghĩa trang vẫn đang nằm lại giữa núi rừng mênh mông trùng điệp. Tại Hà Giang, một đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Bộ Quốc phòng thành lập từ năm 2018. Cho đến nay, những người lính trẻ trong đội vẫn hàng ngày hàng giờ tìm kiếm những anh hùng còn đang nằm trong những ngọn đồi, hốc đá tại Vị Xuyên. Con đường đi lên điểm cao 221. Trong chiến tranh, đây từng là địa điểm giao tranh ác liệt nhất. Sau những trận pháo kích, nhiều bộ đội ta đã hy sinh và mắc kẹt dưới những phiến đá khổng lồ này. Đại úy Vũ Văn Đông là một trong những người đầu tiên được phân về đơn vị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Từ lúc nhận nhiệm vụ với nhiều khó khăn, lo lắng và sợ hãi, sau gần 6 năm gắn bó với công việc này, Đại úy Đông đã có những suy nghĩ khác. Ngày xưa này tôi cũng ở nhà đến bốc mộ cũ rồi, nhìn cũng thấy nó cũng sợ sợ ghê. Nhưng mà vào đây thực hiện nhiệm vụ ở đây thì tôi cảm thấy nó bình thường. Nghĩa bây giờ anh em thật sự tìm thấy, nhìn thấy hài cốt bây giờ là nhìn thấy rất là vui. Thế anh em làm bê đá này nó rất là mệt nhọc, nhưng mà không tìm thấy các bác ấy thì cảm thấy nó mệt mỏi. Nhưng mà khi mà thấy phát hiện lại xương thôi, thấy hài cốt cái này kể cả chưa làm thông chưa luôn. Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm,
Hơn 5.000 mét khối đất đá quanh khu vực Vị Xuyên đã được đội tìm kiếm quy tập Hải cốt Liệt sĩ Hà Giang đào xới lên. Địa hình trên các cao điểm, vách núi hiểm trở, không có máy móc nào có thể hỗ trợ, nên việc tìm kiếm phải dựa tất cả vào sức người. Ở đội tìm kiếm và xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Thực tế ở đây thì tôi thấy rằng là mỗi một cán bộ nhân viên của chúng tôi đều có cái ý thức và đặc biệt nữa là có cái tâm. Gần như là 100% cán bộ và nhân viên đều xác định như là đi tìm kiếm những người thân của gia đình nhà mình. Cá nhân của các đồng chí hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Khi tìm được một phần hoặc phát hiện thì chúng tôi vui lắm. Thậm chí có đồng chí cũng còn phải hô lên là đây rồi. Khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Mỗi một viên đá được lật lên là mỗi hy vọng được gieo xuống. Tất cả vì mục tiêu là tìm bằng được phần hài cốt của các anh hùng liệt sĩ còn đang bị vùi lấp dưới những lớp đất đá. Đây rồi, xương rồi. Chưa rồi anh ơi. Đây rồi, đây rồi. Xương sườn, xương sườn. Không phải, không xương sườn đâu to thế. Xương sườn anh ạ. Xương sườn. À không phải đâu, xương tay. Từ từ vào xương nữa. Nhẹ nhàng ở xương lại từ từ đó. Có cần soi đèn không anh? Mày tỉnh yêu mà. Không, chẳng cả cái bây giờ vẫn là đó. Không nhớ người đâu. Con đang mệt nên mà chắc nhìn thấy xương này là không mệt nữa đâu anh nhỉ? Rất là hàng sai đã quên nên mệt mỏi. Thành lập từ tháng 4 năm 2018, sau hơn 5 năm thực hiện nhiệm vụ, đội quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tỉnh Hà Giang đã tìm thấy 129 bộ hải cốt liệt sĩ và một ngôi mộ tập thể. Đây chính là bộ hải cốt số 12 tìm thấy trong năm nay. Tuy nhiên cho đến nay, trong 129 liệt sĩ được đội quy tập, chỉ duy nhất một liệt sĩ tìm được người thân. Đây là nỗi tâm tư, trăn trở nhất của những người chiến sĩ đang hàng ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hà Giang. Trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng dành nhiều nguồn lực cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính cũng như các chương trình đền ơn đáp nghĩa. Hướng tới tương lai nhưng luôn trân trọng quá khứ, lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhân kỷ niệm 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã có những chia sẻ với kênh VTC1 về công tác này. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đã dành thời gian cho khán giả của kênh VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa Thiếu tướng, ông đánh giá như thế nào về kết quả đạt được trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban chỉ đạo 515 trong năm 2023? Vâng, năm 2023, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương từ trung ương đến cơ sở đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được gần 1.400 hải cốt liệt sĩ, ở trong nước là hơn 600, ở Lào là gần 300, ở Campuchia là hơn 500 hải cốt liệt sĩ. Đối với những cái vùng đất còn nhiễm bom mìn nặng như là Hà Giang thì việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều những khó khăn. Trong những năm qua thì Bộ Quốc phòng đã tháo gỡ những cái khó khăn này như thế nào ạ? Hiện nay thì Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án giả phá bom mìn vật liệu nổ để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng thời cũng chỉ đạo một số địa phương như Lạng Sơn, Lào Cai ra soát xác định những khu vực còn bom mìn vật liệu nổ để báo cáo xin chủ trương để lập dự án giả phá bom mìn vật liệu nổ để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Việc áp dụng khoa học công nghệ trong việc thu thập tiếp nhận thông tin để xác minh thông tin liệt sĩ đang mang lại những cái kết quả gì, thưa đồng chí? Trong thời gian vừa qua, Bộ Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan địa phương triển khai nhiều cái giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong các hoạt động tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ như phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, chỉ đạo Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu xây dựng cái phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, thường xuyên trao đổi với Phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội để số hóa các cái thông tin tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh mất tích trong chiến tranh mà phía Hoa Kỳ cung cấp cho ta.
phối hợp với đoàn chuyên gia của Úc tổ chức tập huấn chuyển giao cái dự án số hóa bộ đội Việt Nam hy sinh mất tin mất tích trong chiến tranh, sử dụng nguồn thông tin này để khoanh vùng, để xác định các cái khu vực, các cái vị trí tập trung để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được thuận lợi và hiệu quả hơn. Dạ vâng, thưa Thiếu tướng, cùng với công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thì công tác đền ơn đáp nghĩa đã được Bộ Quốc phòng thực hiện như thế nào trong suốt thời gian qua? Thời gian vừa qua thì Bộ Quốc phòng đã thực hiện một số kết quả cụ thể như sau: xây dựng được hơn 5.000 nhà tình nghĩa với số tiền trên 400 tỷ đồng, phụng dưỡng 910 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các cái quân nhân hy sinh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời cũng khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí và tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách với số tiền trên 40 tỷ đồng. Ngoài ra thì cũng vận động cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân đóng góp được hơn 450 tỷ đồng tiền quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thời gian tới thì các đơn vị quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền, các địa phương đẩy mạnh hoạt động đền ơn nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng. Hướng tới tương lai nhưng luôn trân trọng quá khứ, lịch sử hào hùng của dân tộc. Thông điệp ý nghĩa này cũng khép lại chuyện trong ngày hôm nay 22 tháng 12, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.